Chào mừng các bạn đã đến với chương trình Một Vòng Cine. Hãy đồng hành cùng 30 phút của chương trình để cập nhật những thông tin nổi bật nhất của thế giới điện ảnh và đến với bộ phim hoạt hình chuyển thể từ game cùng tên tạo được hiệu ứng tích cực trong thời gian qua. Đó chính là bộ phim Angry Birds. Bóng bóng bàn bàn, làm ăn cơm vàng, cơm bạc nhà ta, chớ ăn cơm hẩm, cháo qua nhà người. Tấm con, cuộc sống này là một chuỗi những hành trình, trong đó sẽ có những hành trình vô cùng gian nan. Vừa qua, bộ phim Tấm Cám của nhà sản xuất Ngô Thành Vân đã tung ra teaser hấp dẫn với khung cảnh non nước kỳ vĩ đậm chất Việt Nam. Bên cạnh đó, tạo hình nhân vật đã mang đến nhiều điều bất ngờ cho khán giả khi khắc họa đậm nét những đặc trưng của văn hóa Việt. Bộ phim xoay quanh câu chuyện tình tay ba của Thái Tử do Isaac đảm nhận. Tấm, diễn viên Hạ Vi và Cám, diễn viên Ninh Dương Lan Ngọc. Cuộc đối đầu giữa Tấm và Cám để giành được trái tim Thái Tử được thể hiện một cách kinh tính và hấp dẫn. Nhưng đặc biệt nhất phải kể đến sự xuất hiện của mẹ ghẻ Ngô Thành Vân ở đoạn cuối. Đó mới chính là điểm đặc biệt nhất của teaser này. Hứa hẹn sẽ mang đến những thước phim kinh tính và đầy hấp dẫn gửi đến khán giả trong dịp hè này. Dự kiến bộ phim sẽ ra mắt vào ngày 19 tháng 8. Tám! Cha mày mất sớm. Cái nhà này á không có lấy một đứa người ở. Đến nỗi con Cám phải ra đồng bắt tôm bắt tép. Không lẽ mày ở không? Vừa qua, Disney đã lên tiếng khẳng định nữ diễn viên Angelina Jolie sẽ tiếp tục thủ vai Tiền Hạt Ám đầy quyền lực nhưng giàu tình cảm trong phần tiếp theo của bộ phim. Linda Wolverton, người từng thành công với phần đầu của bộ phim cũng sẽ chịu trách nhiệm kịch bản của phần 2. Việc bà Smith tham gia phần tiếp theo có vẻ khá bất ngờ bởi trước đây Angelina từng nói cô nghĩ rằng sẽ không có phần 2 vì phần 1 đã toàn vẹn và có một cái kết có hậu. Nhiều chuyên gia cho rằng chẳng có lý do gì để thắc mắc chuyện Disney sẽ làm phần 2 vì phần đầu bộ phim rất thành công về mặt doanh thu. Mang về cho hãng này tổng doanh thu toàn cầu hơn 758 triệu đô la Mỹ, gần 17.000 tỷ đồng. Trong đó chỉ tính riêng khu vực Bắc Mỹ đã hơn 241 triệu đô la Mỹ, khoảng 5,4 ngàn tỷ đồng sau khi trừ chi phí thực hiện bộ phim. Trang Deadline ước tính bộ phim mang về lợi nhuận hơn 190 triệu đô la Mỹ, hơn 4.000 tỷ đồng. The Hollywood Reporter đưa tin Alicia Vikander xác nhận đóng vai chính trong dự án phim Tomb Raider mới. Dự án do ba hãng MGM, Warner Bros. Và GK Film hợp tác sản xuất. Quy tụ nhà làm phim người Na Uy, Roald Uther trong vai trò đạo diễn. Tomb Raider vốn là loạt trò chơi nhập vai nổi tiếng kể về những cuộc săn đồ cổ của nhân vật thám hiểm kim nữ khảo cổ gia Lara Croft và diễn gắn liền tên tuổi của Angelina Jolie sau khi cô đóng hai phim Lara Croft Tomb Raider năm 2001. Và phần 2 The Cradle of Life năm 2003. Nhân vật đã nữ trong hai tác phẩm ăn khách đưa cô trở thành ngôi sao quốc tế đảm bảo doanh thu cho các dự án điện ảnh trăm triệu đô la Mỹ. Phim mới khởi động lại loạt tác phẩm ăn khách và kể về cuộc phiêu lưu đầu tiên của nữ thám hiểm khi cô còn non nớt. Vai diễn đánh dấu sự tái xuất màn bạc của Vikander sau khi giành giải Oscar cho vai phụ trong phim tâm lý The Danish Girl. Vikander được cho là đánh bại nhiều ngôi sao trẻ ở Hollywood để nhận vai này, trong đó có Daisy Ridley của Star Wars 7. Cách đây vài tháng, trailer của bộ phim Me Before You đã khiến hàng triệu con tim thổn thức vì những hình ảnh đậm chất lãng mạn của cặp đôi Emily Clarke và Sam Claflin. Mới đây, trailer mới lại tiếp tục gây sốt khi nhá hàng những cảnh gặp gỡ của hai người. Dựa trên một cuốn tiểu thuyết bán rất chạy của Joshua Moyes, bộ phim kể về chuyện tình cảm của những con người tưởng chừng ở hai thế giới khác nhau, nhưng lại vô tình chạm nhau vào những thời điểm không ngờ tới.
Điều mà cả Emily Clark và Sam Claflin không ngờ tới chính là cuộc gặp gỡ này đã khiến cuộc đời họ trở nên xáo trộn. Trước khi gặp Lucia, Will đồng ý với cha mẹ mình sẽ sống thêm 6 tháng nữa trước khi từ bỏ cuộc sống vĩnh viễn. Dù không hy vọng người yêu kiêm điều dưỡng viên của mình bỏ lỡ những trải nghiệm tuyệt vời của cuộc sống, điều cô sẵn sàng thỏa hiệp để được bên anh, chàng trai tội nghiệp vẫn phải thừa nhận rằng cô là điều duy nhất trong cuộc sống khiến anh muốn thức dậy vào mỗi buổi sáng. Me Before You, trước ngày em đến của đạo diễn Tara Sorok, được biên kịch bởi Jojo Moyes, tác giả của cuốn sách gốc, có sự tham gia của Sam Claflin và Jenna Coleman, dự kiến được công chiếu vào ngày 3 tháng 6 năm 2016. Yes. Loving can hurt. Please don't tell me you shaved off my eyebrows. Can I take you somewhere? You are so going on a date with Will Trainer. It's too baby. Get the red dress out. I don't want to go in yet. I just want to be a man who's been to a concert with a girl in a red dress. A few minutes more. Loving can heal. I promised my parents 6 months and that's what I've given them. But that was before me. I want him to live, but only if he wants to. Chia tay với những tin tức điện ảnh nổi bật của thế giới điện ảnh trong và ngoài nước. Ngay sau đây hãy cùng đến với những thông tin thú vị, hấp dẫn của bộ phim hoạt hình được yêu thích trong thời gian qua, được chuyển thể từ trò chơi di động cùng tên Angry Birds. Someone else could give you. I can make you happy. I have become a whole new person because of you. Do you know something, Clark? You are pretty much the only thing that makes me want to get up in the morning. Wait for me to come home. In every civilized community, there's an outcast. Angry Birds là bộ phim hoạt hình được thực hiện dựa trên trò chơi cùng tên được nhiều khán giả yêu thích. Cuộc phiêu lưu vui nhộn sẽ đưa chúng ta đến một hòn đảo với những dân cư vô cùng hạnh phúc, những chú chim không biết bay, sống hòa thuận với nhau trong thanh bình với nhiều sở thích khác biệt. Tuy nhiên, giữa cuộc sống bình yên vô lo vô nghĩ lại luôn có những cư dân người thừa bao gồm Red, Truck và Bomb. Chính vì thế, ba chú chim này luôn có những muộn phiền riêng. Điển hình là Red, anh ta luôn là tâm điểm của mọi trò chọc ghẹo, nên Red luôn cáu giận bất kỳ lúc nào. Rồi một ngày kia, hòn đảo hạnh phúc đột nhiên có những vị khách không mời mà ghé. Các cư dân lồng vũ hiếu khách dường như bị mê hoặc bởi những giống loài duy nhất không phải là chim trên đảo và chẳng đối hoài tới những cảnh tỉnh từ hội người thừa. How you doing? Welcome to our new friend. There's something going on here. These pigs, mysterious and weird, am I right? That part about them I really admire. I don't trust them. Your opinion is not needed. Is the doctor around? Yes, we have a burn victim here. The pigs are stealing our eggs. Let's sail for Piggy Island. What do we do now? You're asking me? You tried to tell us, but we didn't listen. We're gonna get those eggs back. Come on, we're birds. We're descended from dinosaurs. Khi phát hiện những nguy hiểm đe dọa đến những chiếc trứng chim trên đảo, thấy vậy, ba chú chim đã tự mình điều tra chính xác những gì đang xảy ra, khiến cả hòn đảo náo động. Sau khi phát hiện ra mưu của đàn lợn, ba chú chim đã liều mình công phá lâu đài lợn bằng cách bắn chính bản thân mình vào lâu đài. Với nội dung hài hước, hình ảnh quen thuộc cùng những chú chim Angry Birds, khán giả sẽ bất ngờ khi những chú chim quen thuộc sẽ hóa thân vào những nhân vật có nhiều cảm xúc khác nhau. Huh, she can shoot fireballs out of her butt. Medic! Guard! There is a red bird in these walls. Bring him to me. Not in these walls, in the castle. Okay. Come on, you guys. That was a rodent! Chuck! This is the house of horror! Khi dự án phim Angry Birds được công bố, bên cạnh sự mong chờ đến từ khán giả về phiên bản điện ảnh của trò chơi hấp dẫn này, thì các khán giả còn lo sợ rằng kịch bản phim sẽ không đủ hấp dẫn để tạo nên sự lôi cuốn của bộ phim. Tuy nhiên, với những thông tin được công bố từ nhà sản xuất, thì khán giả hoàn toàn có thể yên tâm với những quý nhân vật hấp dẫn và đa dạng tính cách sẽ xuất hiện đầy đủ trong phim. Ba chú chim người thừa của bộ phim bao gồm Red, Chuck và Bomb là ba chú chim sở hữu những tính cách vô cùng đặc biệt. Chú chim Red, anh chàng lông đỏ chứng tỏ anh hùng, là chú chim sở hữu nếp nhăn và cặp lông mày sắc lẹm vô địch của hòn đảo. Red luôn bị gắn mác lập dị và cao bẳng. Bị ông loại chọc ghẹo hết đất, nỗi ấm ức của Red ngày càng bị dồn đến cùng cực và sẵn sàng sử dụng vũ lực đáp trả đối phương để giải tỏa nỗi bực dọc.
Bạn thân của Red là chú chim vàng lắm chuyện, chạy nhanh như gió. Nó dốc thân thánh là Chuck. Với tạo hình mặt lót choác, mỏ nhỏ hoắt, nhanh thoăn thoắt, cảm nhận đầu tiên mà Chuck đem đến cho người xem là không thể tin được. Nếu không tỉnh táo theo kịp tốc độ liên thanh của Chuck, chắc chắn bạn sẽ bị tung hỏa mù, đầu óc lu bu và phát khùng với những phát ngôn của tên lẩu cá lilac này. Ngoài Chuck, Red còn có một cậu bạn đã đen lại còn nhiều lông theo đúng như đen. Bom, đây cũng là cậu bạn có trái tim và khối bụng to nhất của Red. Nhờ con tim dễ xúc động, Bom cũng là chú chim dễ bùng cháy, bùng đến mức phát nổ, chạy đến mức thiêu rụi tất cả thảy đồ đạc, cây cỏ, đồng loại và cả chính mình. Nói về Redbird thì không thể bỏ qua Green Big, vua heo đê tiện rốt cục cũng đã rồi diện. Mặc dù được tạo hình cực kỳ xảo trá với mắt lão liên, râu rậm, mũi to nhưng ria bùng vẫn lấy lòng khán giả cực hiệu quả với cái bụng một múi siêu núng nín, sóng sánh. Đại diện cho cộng đồng da xanh, không lông vũ, Ribum là nhân vật tiêu biểu của một băng nhóm nhan sắc có hạn, nhưng thủ đoạn lại vô biên. Không chỉ có phần hình ảnh tuyệt vời, The Angry Birds còn sở hữu dàn diễn viên lồng tiếng tên tuổi như Jason Sudeikis hóa thân thành chú chim Red, George Gatt hóa thân vào chú chim Chuck, Danny McBride hóa thân vào chú chim Bomb, hay Maya Rudolph hóa thân vào nhân vật Matilda. Đặc biệt nhất, những khán giả yêu thích series Game of Thrones sẽ gặp lại quỷ lùng Tyrion trong một diện mạo hoàn toàn mới, đại bàng vĩ đại, nhân vật huyền thoại được cả loài chim tôn sùng. Đặc biệt, người hâm mộ Việt Nam sẽ thưởng thức được bộ phim này với phiên bản lồng tiếng có sự góp giọng của diễn viên nổi tiếng Thái Hoa. Nam diễn viên này sẽ thổi hôn cho chim Red nóng tính quen thuộc, con vật luôn sẵn sàng đá thúng đụng nia với bất cứ đồ vật, cây cỏ hay thậm chí cả đồng loại của mình. Thái Hoa bật mí một trong những nguyên nhân nhận lời đồng tiếng cho phim bởi vì anh chàng cũng chính là fan ruột của Red. Anh cũng chia sẻ thêm, việc lồng tiếng cho phim Angry Birds khá cực nhọc và kỳ công, nhưng chính vì là một fan hâm mộ của các chú chim giận dữ, nên điều đó đã trở thành nguồn cảm hứng rất lớn, giúp anh sớm hoàn thành công việc của mình. Chia tay với những chú chim Angry Birds đầy vui nhộn và thú vị, ngay bây giờ, hãy cùng đến với những bộ phim sắp được ra mắt trong thời gian tới. Boys always get into it. Able Bulldog. I don't want to sing anymore.